Xin kính chào toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ Hiền Kim thành phố Hải Dương. Lại là em đây. Buổi chiều ngày hôm nay em lại về thêm một chiếc bán tải Ford Ranger XLS sản xuất 2016 bản 2.2 máy dầu một cầu, nắp thùng thấp. Hiện tại chiếc Ford Ranger này em đang chào bán với mức giá là 525 triệu. Em bao hồ sơ cho các bác. Xe đăng ký biển là 64, chạy 6 van, rất đẹp luôn, màu ghi bạc, nội thất ghế da hai màu, máy dầu 2.2 một cầu, số tự động. Lâu lắm em mới về thêm một chiếc bán tải phục vụ cho anh chị và khách hàng. Dạo này nhiều anh chị hỏi rất là nhiều bán tải, nay em đang về một chiếc 2016. Không dài dòng nữa, em quay chi tiết luôn, ngoại thất, nội thất, option theo xe của chiếc xe này. Anh chị khách hàng nào quan tâm đến em này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em, có số điện thoại 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Em mình có thể xem xe kỹ hơn, đem xe ra hãng ra thử mình kiểm tra cho chắc chắn. Em mua xe bên em rất là uy tín, cam kết không ngập nước, không đâm đụng, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, bao trích hãng trích thợ cho khách hàng toàn quốc luôn, không chuẩn, hoàn tiền 100% và bao toàn bộ chi phí anh chị đã bỏ ra cho em XLS này. Ngoại thất màu ghi bạc, sơn di theo xe còn 80-90% là sơn di theo xe. Đăng kiểm còn đến tháng 2 năm sau. Đăng ký biển là 64, đăng kiểm còn đến tháng 2 năm sau. Zin đét từ đầu tới cuối. Lốp vẫn còn rất là dày. Lốp là răng đúc 16 inch. Lốp vẫn còn rất là dày. Bậc lên xuống cũng đầy đủ đây. Nắp thùng thấp. Chỉ với 525 triệu thôi, anh chị em sở hữu ngay một em bán tải thôi. Cụm đèn halogen còn khá là trong. Đèn gầm phía dưới này. Em thì không tinh thông nhiều lắm về bán tải, chỉ quay qua cho khách hàng và anh chị biết thôi. Em mình tư vấn cái gì hay là em nói thiếu cái gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, em sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho quý anh chị và khách hàng. Khoang nội thất được bọc ghế da hai màu, hình như là nguyên bản của dòng XLS là chỉ là ghế nỉ thôi, nhưng mà chủ cũ đã lên cho em mình là bộ ghế da thôi, đỡ được một phần nào. Ghế nỉ lâu rất là bẩn. Gương kính chỉnh điện đầy đủ này. Gương kính thì chỉnh ở đây, gương kính chỉnh ở đây. Tổ phím tích hợp trên vô lăng như là đàm thoại rảnh tay, rồi là điều khiển bằng giọng nói. Ga tự động cờ dùi cần trô cũng được trang bị đầy đủ trên em XLS này. Che chạy 6.4 đây. Con này thì vào hãng cũng lịch sử đầy đủ, không thiếu đâu. Bậc lên xuống đầy đủ này. Màn hình CD sải đĩa vẫn kết nối được Bluetooth em này anh chị nhá, và USB. Các cổng sạc đặt phía dưới này và điều hòa cơ, hộp số tự động. Trần nỉ các thứ là đều là nguyên bản theo xe hết. Và gương chiếu hậu có chống chói nhá, gương chiếu hậu có lẫy chống chói. Chìa thì vẫn là chìa cơ thôi. Bán tải thì không có gì để quay nhiều, chủ yếu chỉ quay phần ốc ác rồi là khung sườn thôi. Này, ốc cánh cửa, bốn ốc cánh cửa là đều zin hết nhá. Zin từng phân keo chỉ luôn. Tất cả các phần keo chỉ thì bên em đã kiểm tra rất là kỹ càng trước khi bày bán rồi. Khách hàng anh chị hoàn toàn yên tâm. Bên em nhập xe vào rất là cẩn thận, kiểm tra tỉ mỉ. Zin từng con ốc. Thì phần thùng đằng sau được chủ cũ lắp thêm là cái nắp thùng thấp. Cái này thì nó sẽ lật lên như thế này nhá.
Đấy, khoang tải phía sau cực kỳ rộng, thoải mái chứa đồ. Đấy, khung gầm cao, một cầu máy dầu, phần lốp sơ cua được treo phía dưới này. Đây là tổng thể về ngoại thất và nội thất của em Ford Ranger này. Bây giờ em xin quay đến khoang máy để cho khách hàng anh chị mình xem luôn phía dưới khoang máy của em Ford Ranger này. Đây ạ, khoang máy của em Ford Ranger đây. Máy dầu 2.2, một cầu, số tự động. Cam kết zin từng con ốc cho khách hàng. Không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Chứ là máy zin 100%. Bao test, bao check thử, check hãng toàn quốc. Check thoải mái trước khi nhận xe và thanh toán tiền. Đấy, chiếc xe này đẹp như thế nào thì khách hàng cứ đến xem trực tiếp. Và em xin đọc lại thông tin của chiếc XLS này. Sản xuất 2016 bản 2.2, máy dầu một cầu, số tự động. Đăng ký biển là 64, chạy 6 vạn. Em đang chào bán mức giá là 525 triệu, miễn phí rút hồ sơ. Khách hàng và anh chị nào đang quan tâm, muốn mua, muốn trao đổi chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 607 555. Họ có thể đến trực tiếp xem xe tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để mình có thể xem xe kỹ hơn và thương lượng giá tốt nhất. Khách hàng cần chi tiết tư vấn cái gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, hoặc là có thể alo vào cái số hotline mà em ghi ở phần mình luôn. Đấy, em nói thiếu cái gì thì khách hàng cứ góp ý vào. Em rất là cảm ơn.